quạt bỏ học môn hình tích mà những quạt đạt hà ta nổ ná bằng cát và bỏ thò hàng xa nâng nít toàn đập hiếp nơi Campuchia bà chắc chung dây ở năng môn móng à bà dây hướng xong năng xí môn xong xí xua xùm nu thà ta nổ ná chỉ nét bằng cát và bỏ thò hàng xa nâng nít toàn đập hiếp nơi Campuchia bà tăng cấp tới ca bằng cát và bỏ thò hàng xa nâng nít toàn đập hiếp nơi Campuchia nâng ắt bạch xua na để cứ xong bằng xí luôn này nâng mong lại bạc cát bà nè khi mà bắt từ riệp rộp ấy na này thế hay xong bằng xí nâng ấy chỉ nè nhung nhung bằng cát ở miền ẩm bừa hàng xa cướp tì cái này nè nông tì trong phần bên nhưng ạ chỉ non đại quạt thường nhiều bài nâng cứ quạt ắt miền mặt vừa ấy thế khi ấy ta bị bỏng phô mà nước đại quạt cao ấp rộm nâng áo prai ẩm bừa hàng xa khi mà lớp bụi thì ho tại môi vậy môi pí này thì mũi nơi bê đai cao bát tạc mà đón bà cứ có tay anh ta bổn phô mà nữ áo phơ ẩm phơ hăng xà đảm bấy bỏ chăng nâng lạc phòng bỏ chăng nào mến thứ đôi sẵn tệ vị thi đi nó bởi khi ông chăm cao ưu bẩm bấy ê cao ưu bấy ở bì bòn bấy cao ưu bấy nó lỗ đọc bọc tăng đọc bọc sạp hiếc của mến này bà ở một đông to quá đảm bay pra ẩm phơi hoang hàng xa to thay ẩm nạc cứ vì muốn bật tay cam một chia cao một chân bốn mà mình nướng hàng xa thì cái ta bị ca tốp cắt cho mỗi cái mai có hoa mấy nó cứ dân ăn mình pra ẩm phơi hàng xa thì không đồng phần dụ bái nữa bà chân tăng bị xong đằng xí châu mà sọc mái cứ ẩm phơi hàng xa miến pa tạc cam hàng xa miến cục tì cái lạnh nhé chân dương trong từ xua ấy ta vào bà thô hàng xa cả làng vì nè xong đằng xí nâng ai nè bà cạt bà xong rồi si cứ chưa sát tháp thật nứt bằng cát nơi vọc thò hăng xa nơi sọc mai nâng cứ chưa mê khlao nhung nhung mê khlao liếp bò bằng đốc nắp cầm nứt ai khmai sọc khá nì bỏ mát khá nì vay khá nì nè liếp bò ở nơi chân ở nông dôn chẳng tới khlai thì chưa em bự hăng xa chạy sát đánh là tập hòa chân áo bọn đọc bấy cổ lò màu ní cứ xong rồi si cầm giật khá bán đắc nôm thư phát cám thông nè đã bay đua làm lốm rít ở tháp bàn cao cao bao nhiêu năm khi năm bị bòn đập bay nương là hốt đo đặt nom nè nè control nương prà ẩm bơ hàng xá đất lan đất mà tô đất bầm plan luôn chắc mình ti pet nè bom ổn đằng hơi đất cả năm bị bòn đập bay nè cứ xong là si anh chia sọt tháp tận nức bằng cách nơi vóc thô hăng xa nơi Campuchia ní xâm năng ấy đại miên nè thân đất nôm ọt thâm mút xâm đạch đế chô lục ọt thâm mút tốp tô sập hiếp ca nơi chân năm bì bòn đọc bây ní đòi tuân phlun nè ọt thâm mút khăn ná xâm bây đạp buộc nhóm chỉ nẹ con trô có trô mần ba nâng ca thơ sạc mà hiếp bây say rồi bó xâm lăng xì nâng cầm sạc ca đây nè chân năm bì bòn đọc bây nữa đôi chân ấy dương trong bài tay sẽ phải cài tay tao nè bằng cài vào hoàng sa nằm đi toàn hiệp này Campuchia sao mà gì đâu sao mà gì cứ chỉ sập tháp và nứt bằng cài nơi vào thổ hoàng sa này Campuchia họ tang cứ chân năm pipon đập bay bom ôn mới khơi nhau nè vay crom hôn đất bom plan rong chạ dạ kia đất lan poli đất lan về âm nó vẫn đang bên chơi bóng on đang play với anh sẽ mình đang là nè hay là lâu mà thời kinh cụ lộ xong sai ta là nay này bạc ăn bơi hàng xa hả chẳng luôn anh này bạc ăn bơi hàng xa hay xua thằng là nay này bạc ăn xong một xí đứt trong một say bạc xa ta thời chặt tới căn đang về anh tới về anh tới bà hay nị to là phía luôn anh thời khó chụp ập ở tù khó thở rất kịch là hốt ở lớp máu nó xong bằng xí phong đặc kịch kịch ở đây nha kịch ẩm phí bắt là mơ rất kịch ẩm phí bắt là mơ luôn ai ạ tôi khó trái bà luôn ai ạ tôi khó trái bà bất là mơ chứ bạp hay rất kịch phí xâm nành chứ bạp ai nắng ngay bà cao thì toàn là phí luôn ai á xong bằng xí chỉ nhẹ bằng cát nơi bà thò hàng xá hai nâng chía sạch tháp phần đất đi toàn là phí nơi Campuchia này bằng
ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយគេចពីបទល្មើសទៀតមិនទទួលខុសត្រូវនឹងបទល្មើសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងទៅដាក់សញ្ញាសួរបង្កើតវេទិកា live show នៅក្នុង Facebook ខ្លួនឯងធ្វើអីបើខ្លួនឯងជាស្ថាបនិកហឹង្សាស្ថាបនិកនិតនភាពនៅកម្ពុជាទៅហើយណាណាមិនខ្ញុំគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំផ្កាប់មុខឯណាតែលោកឯងមើលខ្លួនឯងទៅបងប្អូនយើងមហាជនប្រជាជនយើងមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2013នរណាអ្នកប្រកាសអំពើហឹង្សានរណាអ្នកដឹកនាំបាតកម្មដើរវាយរោងចក្រសហគ្រាសណាដុតឡានដុតម៉ូតូពេញទីក្រុងភ្នំពេញណាណាស់ស្ពានអាកាសក្បាលខ្នងនងគ្នាឡោមពត់ទីស្នាក់ការប៉ូលីសណាដំបងយើងប្រើរូបភាពអស់ឆ្នោតសំរងស៊ីប្រើរូបភាពអស់ឆ្នោតចូលរួមអស់ឆ្នោតបោះឆ្នោតចាញ់ប្រើនៅអង្គើហង្សាក្នុងចេតនាបដូររំលំរាជរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងសំរងស៊ីឆ្លើយថាអឺសួរថានរណាបង្កើតអង្គើហង្សាវប្បធម៌ហង្សានៅកម្ពុជាសំរងស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងឯងណាយើងមើលផ្លូវវែងស្រេងឆ្នាំ2013នរណាអ្នកបង្កើតដឹកនាំបាតកម្មពេញទីក្រុងភ្នំពេញដឹកឡានបលិសដឹកឡាន PM ណាដឹកមន្ទីរពេទ្យវាយបំផ្លាញក្រុមហ៊ុនគេបំផ្លាញរោងចក្រគេតើនរណាមិនសមនឹងស៊ីមិនកឹមសខាអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតនៅអំពើហិង្សានេះហេសួរថានរណាអ្នកបង្កើតបាទរាជរដ្ឋាភិបាលពេលនោះគ្រាន់តែប្រើតួនាទីនិងភារកិច្ចក្នុងនាមជាកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបនៅអំពើហិង្សាទាំងអស់នោះទេណាអត់មានអរិញរដ្ឋាភិបាលណាទៅប្រើអំពើហិង្សាទេធម្មតាអ្នកឯងធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលបើមិនបង្ក្រាបអ្នកឯងមិនអនុវត្តប្រធានច្បាប់ទុកឲ្យអ្នកឯងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយស្រួលបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យវាត្រង់អញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងណារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំផ្កាប់មុខជាមួយទេតែយើងនិយាយអីដែលមើលឃើញបាទហើយនិតនភាពនិតនភាពខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តបទល្មើសឲ្យរត់គេចទៅរហូតណាឥឡូវហងាយគេចទៅសុខរាំងអត់រោមទទួលទោសទេណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញមុននឹងឡាយសូខ្ញុំឃើញសំរងស៊ីប្រហោះអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ណាចង់ឆ្លើយប្រាប់ទៅគាត់បន្តិចអ្នកបង្កើតអង្គើហង្សាក៏ដូចជារឿងនិតនភាពហ្នឹងអត់មានណាទេសំរងស៊ីនឹងឯងជាស្ថាបនិកទាំងពីរហ្នឹងទាំងអង្គើហង្សាទាំងនិតនភាពបាទអញ្ចឹងបំភ្លេចសំរងស៊ីចោល